Đây, bây giờ em sẽ thử cho anh cái cây đàn 1,5 triệu có sẵn cái EQ. Đây nha. EQ đây. Có cả chỉnh dây tích hợp trong này luôn. Đây là ngoại hình của nó. Có ti chỉnh công cần này nha anh. Rồi. Em sẽ test với bộ A8 lúc nãy anh đặt. Bộ A8. À, là cái lo. Rồi bây giờ em gắm vô em test cho anh luôn. Thì cái này mình gắm ở trong đàn, cái hình cái ký hiệu cái đàn này. Gắm vào cái đuôi rắc đây. Ở lỗ này. Lỗ 6 ly. Đồng thời thì cục này mình sẽ gắm trên lo. Gắm vào cái lỗ ở trên này. Chờ em chỉnh volume lên. Bật mấy cái này lên. Cái cây này nó có hai màu là màu gỗ này và màu đen. Đây, như thế này. Và màu đen như thế này. Tất cả đều lắp EQ hết. Đấy, anh thích màu nào thì anh cứ nhắn với em cái màu đó.